Cuộc đời của nữ thạc sĩ du học Mỹ với bước chuyển lớn giữa họa và phúc. Đới Nghi Uy là một cô gái xinh đẹp người Đài Loan. Việc học hành và công tác của cô hết sức thuận buồm xuôi gió. Cô từng là học sinh của trường trung học phổ thông Bắc Nhất và sinh viên Đại học Đài Loan. Đây đều là những ngôi trường tốt nhất ở Đài Bắc. Mọi chuyện diễn ra một cách thuận buồm xuôi gió. Cô sang Mỹ học thạc sĩ ở Đại học tiểu bang Connecticut với hai chuyên ngành công nghệ sinh học và kỹ sư máy tính. Trước nay, cô không cần tự mình đi tìm việc làm. Đều là công việc tự tìm đến cô. Nhưng cuộc đời của Đới Nghi Uy đột nhiên gặp phải bước chuyển lớn vào năm cô vừa tròn 30 tuổi. Năm 2005, lúc Đới Nghi Uy đi làm được khoảng một tháng, khi đang trên đường lái xe về nhà, cô đã bị một chiếc xe hơi đâm mạnh vào phía sau. Chiếc xe của cô bị hư hại nặng, còn cô thì bị chấn thương phần mềm. Nhìn bên ngoài thì vết thương của cô không có vấn đề gì lớn. Sau khi dưỡng bệnh một tháng, Đới Nghi Uy quay trở lại làm việc như thường lệ. Vài tháng trôi qua, sức khỏe của cô càng lúc càng xấu đi. Toàn bộ các khớp xương trên người đau đớn đến mức khiến cô đi đứng rất khó khăn. Đới Nghi Uy cảm thấy lo sợ, nên đã xin nghỉ việc ở Mỹ, một mình trở về Đài Loan để tiến hành chữa trị bằng trung y. Về tới Đài Loan, cô tìm đến một bác sĩ trung y nổi tiếng, chuyên về xương khớp để chữa trị. Bác sĩ nói với cô, các khớp xương của cô bị trật khỏi vị trí, phần trật khớp nằm trong phạm vi phim chụp X-quang, không nhìn thấy được. Cô đến đây chữa trị quá muộn, nên rất khó lành lặn trở lại như xưa. Trải qua mấy tháng trị liệu, nhưng bệnh tình của cô không hề thuyên giảm chút nào. Dần dần cô không thể tự mình mở cửa, không thể tự mình mặc quần áo, thậm chí là không nâng nổi bát cơm. Về sau, cô còn mắc phải hội chứng đau cơ sơ hóa, khiến cho mỗi từng tế bào trên thân thể đau đớn khủng khiếp. Cô phải dựa vào tiêm morphine để giảm đau. Một năm rưỡi sau, Đới Nghi Uy từ bỏ việc điều trị ở Đài Loan và quyết định quay về Mỹ. Trước khi rời Đài Loan, Đới Nghi Uy tìm đến một vị bác sĩ có y đức cao thượng để chẩn đoán lần nữa cho mình. Vị bác sĩ này dùng kim châm cứu vào các huyệt vị thì nhìn thấy máu chảy ra toàn là màu đen. Ông bèn nói, nếu cô quay về Mỹ thì không ai có thể cứu cô cả. Tôi khuyên cô hãy tự cứu chính mình. Cô thử luyện pháp luân công xem. Luyện xong thì bệnh gì cũng khỏi. Sau đó, bác sĩ đưa cho cô một cuốn tài liệu chân tướng pháp luân công được in ấn trông rất đẹp mắt. Sau khi trở về Mỹ, hết thảy các khớp xương trên người cô nhanh chóng bị trật khỏi vị trí. Đới Nghi Uy liền bảo mẹ đưa mình trở về Đài Loan để kiếm bác sĩ điều trị. Mẹ cô bèn nói, con đừng về nước nữa. Tiền chữa bệnh cho con đợt trước đã dùng hết sạch rồi. Đới Nghi Uy đã khóc suốt 3 ngày. Cô buồn bã nghĩ, mình chịu vất vả suốt 30 năm để lấy được hai tấm bằng thạc sĩ. Quay đầu nhìn lại, bản thân mình giờ đây, ngay cả bát cơm cũng không nâng nổi. Mình sống chỉ là chịu đựng thống khổ, không làm nên tích sự gì cả. Vậy mình còn sống làm chi nữa? Trong tâm cô cảm thấy vô cùng đau khổ, nhưng cuối cùng cô cũng quyết định sống tiếp vì những người thân của mình. Tuy nhiên, rốt cuộc cô cũng không biết mình có nên từ bỏ việc tìm kiếm phương thuốc chữa bệnh hay không. Cô nghĩ rằng có thể mình tìm không ra. Nhưng nếu mình không đi tìm, thì có lẽ sau này sẽ phải hối hận. Trong lòng Đới Nghi Uy cảm thấy rối bời. Chính ngay vào lúc đó, cô bèn nghĩ đến thử học luyện pháp luân công xem sao. Cô lên Minh Huệ Net tải về cuốn sách Chuyển Pháp Luân và xem xong trong vòng một ngày. Đới Nghi Uy vô cùng mừng rỡ. Cuối cùng mình đã tìm được rồi. Mình phải tu luyện. Sáng hôm sau ngủ dậy, cô phát hiện bàn tay của mình đã cử động bình thường trở lại. Cô cảm thấy cả người không còn đau đớn nữa. Cô thử bước ra khỏi giường, đi qua đi lại, đi xuống lầu dưới. Quả thật là cơn đau kéo dài trong suốt 2 năm qua, bỗng dưng không cánh mà bay. Buổi sáng ngày tiếp theo, sau khi thức dậy, Đới Nghi Uy đã đi đến điểm luyện công gần nhà và luyện bài thần thông gia trì pháp cùng với mọi người. Cô ngồi đơn bàn trong khoảng 30 đến 40 phút, các khớp xương không những không bị trật khỏi vị trí mà nó còn khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Như vậy, Đới Nghi Uy đã hồi phục khỏe mạnh, trong lòng cô dâng lên niềm vui khó tả. Mình chắc chắn đã được sư phụ thu nhận làm đệ tử rồi. Từ một người đi đứng bất tiện cần có người trợ giúp, Đới Nghi Uy đã may mắn bước vào tu luyện pháp luân đại pháp. Tất cả bệnh tật trên người cô hoàn toàn biến mất chỉ trong một đêm. Sức khỏe của cô Đới không chỉ tốt lên, thậm chí còn tốt hơn cả trước khi mắc bệnh. Từ một người tưởng chừng đã mất đi mọi thứ như sức khỏe, sự nghiệp, hôn nhân và gia đình, cuộc đời cô cũng gần như sắp kết thúc. Nhưng Đới Nghi Uy lại được ban cho cơ hội sống lần thứ hai. Ngày 12 tháng 5 năm 2008, cô Đới tu luyện đại pháp vừa tròn 8 tháng. Cô đã tham gia vào hoạt động chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần đầu tiên. Cô Đới chia sẻ, hôm nay là ngày chúng con chúc mừng sinh nhật sư phụ, cảm ơn sư phụ từ bi cứu độ, con vĩnh viễn không thể nào báo đáp ân sư hồng đại. Con sẽ trân quý đại pháp và tinh tấn tu luyện để báo đáp sư ân.